Xin kính chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip là tắm mưa. Thì mấy bây giờ thời tiết công nhận nó nắng nóng quá các bạn. Ở miền Nam mình là miền Nam miền Bắc đều là mùa mùa khô, mùa nắng. Nắng mà chịu không nổi luôn. Nhiệt độ có khi lên đến là 42, 43. Ở trung bình ở miền Nam, miền Tây mình thì chắc cũng khoảng tầm 39, 40. Mấy lại cây cối đều khô nước hết, tưới nước máy không, nước mình trong nước gì nước sinh hoạt á. Mấy lại chờ mưa để cho nó không khí nó mát mẻ, là cây nó thường là cây mình nó có mưa nó phát triển rất là tốt, nó sung nó khỏe, vì cái trong cái lượng mưa nó có cái phân đạm trong đây, thường mưa là nó có chuyển mưa, nó có sấm chớp, nó làm cho cái không khí nó bị ảnh hưởng của tiếng của chớp mà điện, nó sẽ tạo thành những cái phân bón nằm trong cái nguồn nước mà nó rơi xuống cho cây mình hấp thụ. Bởi vậy người ta mới có nói cái câu là cái câu mà lúa chim lấp ló đầu bờ hãy nghe tiếng sét phất cờ mà lên. Đó, có nghĩa là trong cái mưa này đó, thường là mùa mưa, mùa ẩm độ cao, mùa của sự phát triển, thường là cây phát triển rất mạnh. Những cây của mình ở đây là cái vùng nhiệt đới ẩm gió mùa, thì mùa mưa là mùa ẩm, cây phát triển rất tốt và cây phát triển sung nhất vào cái mùa này, sẽ đâm tược, đâm lộc, đâm chồi mới rất là nhiều. Đấy, thì hôm nay mình cũng làm một cái clip, nói chung là một vé đi về tuổi thơ thôi. Đây là thằng cháu của mình, mình sẽ dắt đi tắm mưa để cho nó trải nghiệm. Thường thường á, những cái người bây giờ á, hồi xưa là những đứa trẻ, những người lớn á, tắm mưa thoải mái lắm, ba mẹ nó không có la, chạy vòng vòng trong xóm, mưa lớn tắm rất khỏe, tắm nào mà thì đi về. Còn bây giờ những nhỏ này được nhốt trong nhà không cho đi ra khỏi đường, toàn là bộ trong nhà hết, tại vì bước ra đường thì sợ bắt cóc con nít nè, sợ đủ thứ hết, nên là sợ bị chết chìm xuống sông, tại dưới quê mà có sông ao hồ nhiều lắm, sợ xuống sông té xuống sông rồi sợ tùm lum thứ, bắt cóc rồi đi chơi, nên có rất nhiều thứ để nói. Nên là thường là những đứa trẻ bây giờ là nó ở trong nhà không à, nó chơi trong nhà đồ chơi với nó coi máy không à. Nên là đây là thằng cháu mình đó, sau này mình sẽ có mưa hay là có những cái thứ mà trải nghiệm là sẽ dắt cho nó đi chơi để nó biết với người ta. Để em thôi nhốt mấy đứa trẻ trong nhà tội nghiệp lắm. Thì hôm nay mình cũng lớn, mình cũng chơi với nó, thì mình cũng hòa nhập lại, mình để trở về ký ức tuổi thơ của mình thôi, để mình vui vẻ. Mình tắm mưa thường là nhỏ cũng tắm mưa như vậy nè, ở chuồng chứ không có mặc áo như này nữa. Rồi đó, tắm mưa chạy vòng vui vẻ với anh em, chơi đông lắm. Bây giờ anh em ở dưới quê đi làm ăn xa, đi Bình Dương, đi Đồng Nai, rồi đi thành phố Hồ Chí Minh qua rất là nhiều. Đó, mình chơi với nó thì mình cũng là trở về tuổi thơ của mình, cho nó vui vẻ, sống cho nó vui. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, quan tâm theo dõi kênh Công Vấn Bonsai trong thời gian qua. Thì chúc tất cả các bạn xem video vui nha. Cũng như là nếu bạn nghe tiếng mưa nó khó chịu quá thì bạn thể hãm cái âm thanh xuống tí. Tại vì mình để âm thanh mưa như vậy thì nó sinh động hơn và nó có cảm giác thật hơn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến Công Vấn Bonsai và theo dõi và xem mình trong thời gian qua. Chúc tất cả các bạn vui vẻ và thành công trong cuộc sống, và hẹn gặp lại các bạn với những cái video hay hơn nữa. Rồi, xin kính chào anh em.
quay sói lần cái vô quay vô vô sao nó nằm vô 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 bỏ hết ra.